Xuân, hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở thực nghiệm ở 50 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, là một trường thực nghiệm do giáo sư Hồ Học Đại đã khởi xướng và thành lập. Trong suốt thời gian 35 năm qua, nhà trường liên tục dạy học theo tư tưởng công nghệ giáo dục, trong đó có tiếng Việt một. Việc tổ chức dạy học tiếng Việt một theo tư tưởng công nghệ giáo dục là một phương án hiệu quả để giúp cho trẻ em nhanh chóng nắm được về tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức dạy học, tất cả các kỹ năng về nghe, nói, đọc, viết các em đã hình thành một cách vững chắc, hiệu quả cao trong cái việc tiếp thu tiếng Việt lớp 1. Thông qua quá trình hoạt động, các em nắm bắt rất rõ về luật chính tả, về âm, tiếng, đó là một cơ sở để cho các em tiếp thu những kiến thức sau này. Việc triển khai tiếng Việt công nghệ giáo dục 1 ở trường thực nghiệm đã tiến hành trong nhiều năm qua, và qua quá trình dạy học, chúng tôi thấy rằng tiếng Việt 1 ở trường thực nghiệm giúp các em nắm chắc kiến thức về tiếng Việt. Và điều quan trọng hơn là từ cái việc học thì các em không thể tái mù. Liên tục trong nhiều năm thì cái việc thành công ở trường thực nghiệm đã làm cái minh chứng để cho cái tư tưởng này được triển khai rộng rãi ở các địa phương. Trên thực tế là các em ở các địa phương, kể cả những cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận với tiếng Việt lớp 1 cũng hoàn toàn là thuận lợi và có kết quả. Trong cái quá trình tổ chức dạy học ở đây, kết hợp cùng với cán bộ nghiên cứu đã làm được những cái việc hết sức quan trọng, là mở ra một cái hướng đi và cách làm mới cho một cái phương pháp không chỉ đối với tiếng Việt 1 và đối với các môn học khác. Đấy là một cái điều mà chúng tôi đã thành công trong nhiều năm qua và được xã hội cũng như cha mẹ hết sức tin cậy. Chúng tôi hy vọng rằng thì từng cái việc triển khai tiếng Việt cũng như các môn học khác theo tư tưởng công nghệ giáo dục sẽ thành công và nó đem lại cái hiệu quả cao cho cái giáo dục nước nhà. Tôi là Nguyễn Bạch Yến, giáo viên dạy tiếng Việt lớp 1, trường phổ thông cơ sở thực nghiệm Hà Nội. Cách đây 35 năm, tôi là học sinh lớp 1 khóa đầu tiên của trường thực nghiệm ở Giảng Võ. Tôi cùng các bạn đã thực sự có những ngày đi học là hạnh phúc suốt 10 năm dưới mái trường thực nghiệm. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, tôi thực sự may mắn khi được trở về làm việc cùng với các thầy cô giáo ở trường thực nghiệm. Đứng trên bục giảng, tôi càng thấm hơn, hiểu hơn những việc làm, những tình cảm mà thầy Hồ Ngọc Đại cùng với các thầy cô giáo đã dành cho các khóa học sinh chúng tôi. Điều đó đã giúp tôi có trưởng thành hơn, có cái nhìn mới hơn về trẻ con cũng như về cách dạy và cách học. Với sau hơn 20 năm dạy học, tôi cảm thấy mình đã có thể làm bạn với trẻ con như các thầy cô giáo và đặc biệt là thầy Hồ Ngọc Đại đã làm. Sau đây, tôi cùng cô giáo Lê Thị Thúy Hằng, giáo viên trường tiểu học số 1, xã Simacai, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, xin giới thiệu với các bạn giáo viên một tiết dạy mẫu 3C, vần có âm chính và âm cuối. Tiết học này nằm ở tuần 11, học kỳ 1 của năm học. Đây là một tiết học rất là quan trọng, là tiết lập mẫu, vần có âm chính và âm cuối. Mẫu này sẽ được dùng lại khoảng 150 lần. Nắm chắc được mẫu này, các em học sinh sẽ nắm chắc được kiểu vần có âm chính và âm cuối, biết cách vẽ mô hình, biết cách vận dụng tìm tiếng mới, biết cách đọc trên bảng, đọc sách giáo khoa, viết vở em tập viết, viết chính tả đúng quy trình và đặc biệt là làm được việc học 1 biết 10. Để tiết học được thành công, các giáo viên cần chú ý thực hiện đúng quy trình trong sách thiết kế dành cho giáo viên. Giáo viên cần nắm chắc và thực hiện quy trình 4 việc, giao việc cho học sinh rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Khi giao việc, giáo viên có thể kết hợp dùng các lệnh hoặc các ký hiệu
ví dụ như lấy sách, lấy vở, lấy bảng, đọc to, nhỏ, nhẩm, thầm. Trên đây là một số cái chia sẻ của tôi. Mong rằng môn tiếng Việt công nghệ giáo dục sẽ đến với nhiều học sinh trên mọi miền đất nước. Chúc các thầy cô giáo thành công trong công việc. Đã được học vần có âm đệm và âm chính. Cô mời một bạn kể lại tên các nguyên âm không tròn môi. Mời bạn nhận xét đi. Mời cấp thưởng cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn. Mình cùng đọc lại. Cô trò mình cũng chuyển sang một mẫu vần mới, vần có âm chính và âm cuối. 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 Lan. Lan.
thích được tiếng Lan. Mời bạn. Lan, L, An, Lan. Rất tốt. Chúng mình cùng thực hiện nhóm đôi phân tích tiếng Lan và cho cô biết tiếng Lan gồm mấy phần. Cô thấy tín hiệu nhóm bạn Huyền đã xong. Rất nhiều nhóm đã có tín hiệu. Cô mời nhóm Huyền. Cô mời nhóm bạn Hưng. Rất tốt, cô mời nhóm Thùy Anh. Mời bạn ngồi xuống, bạn trả lời phần đầu A. Ai có ý kiến? Ai có ý kiến? Cô mời bạn. À, phần đầu là L. Còn phần vân là vân gì? Bạn nào biết? Cô mời Vịnh. À, phần vân là vân A. Lớp thử với bạn Vịnh chào vỗ tay nào. Vân A chính là vân mới. Hôm nay chúng mình sẽ học. Thank you.
tiếng làm hai phần. Cô khen gì? Cô khen Hưng. Rất nhiều bạn thực hiện cách tiếng làm hai phần. Kiểu vần nào? Mời Hưng. Em thưa cô, hôm trước chúng mình học bài âm đệm và âm chính. À, chúng mình đã được học kiểu vần có âm đệm và âm chính. Cả lớp chú ý. Âm đầu, âm đệm, âm chính. Cô mời cả lớp. Âm đầu, âm đệm, âm chính. Nhưng mẫu vần hôm nay là vần có âm chính và âm cuối. Vậy chúng mình cùng kẻ thêm một vạch dọc để có vị trí cho âm cuối. Cô khen bạn Minh Anh, rất tốt. Cô khen Bằng, khen Phương Linh, à Khánh Huyền hôm nay thực hiện rất nhanh. Bạn Trịnh Vinh, rất tốt. Cô mời chúng mình đọc lại mô hình. Mô hình và đọc. Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Cô mời Hưng. Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Cô mời Lộc. Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Mời Bằng. Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Tốt, cô mời Vinh. Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Lớp mình lưu ý, kiểu vần hôm nay đó là vần có âm chính và âm cuối. Chúng mình cùng nhấn mạnh lại. Âm chính. Âm chính, âm cuối. Âm chính, âm cuối. Đưa vần an vào mô hình. Bạn, phải bắt đầu lên nha, bạn Thanh Thúy nha. Cô khen Vinh đã xong. Cô khen Thùy Linh. Cô khen Duy. Cô khen Khánh Huyền. Cô khen Thùy Anh. Bạn Tân rất nhanh. Khen bạn Hằng. Cô thấy lớp của mình rất giỏi. Cô mời chúng mình cùng chú ý lên đây. An. A là âm chính. N là âm cuối. Cô mời cả lớp.
khen Khánh Huyền, cô khen Trịnh Vinh, khen Anh Thư, khen Tân. Mình thực hiện rất tốt. Rất chú ý. Lan, L, An, Lan. L là âm đầu, A là âm chính, N là âm cuối.